Thưa quý vị, mới đây, quan chức quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai thêm vài nghìn quân đến Bakhmut để giành quyền kiểm soát thành phố này. Lực lượng biên phòng Ukraine cũng đưa ra tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công nỗ lực của Nga nhằm tấn công một cứ điểm ở Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết hôm 19 tháng 5, những trận chiến khốc liệt nhất vẫn tiếp diễn ở mặt trận Bakhmut. Đối phương không thể giành chiến thắng bằng chất lượng, vì vậy họ dùng số lượng. Đặc biệt, họ đã tăng cường sự hiện diện của binh sĩ trên mặt trận Bakhmut lên tới hàng nghìn người và đang cố gắng tận dụng lợi thế về pháo hạng nặng cũng như số lượng đạn pháo. Bà Malia nói rằng quân đội Nga tiếp tục tấn công bất chấp thương vong nặng nề. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, các lực lượng Nga đang biến các tòa nhà ở Bakhmut thành đống đổ nát. Thứ trưởng Malia xác nhận trong hôm 19 tháng 5, tốc độ tiến công của Nga ở hai bên sườn Bakhmut đã tăng lên nhưng vẫn không thể giành lại các vị trí đã mất. Trong khi đó, binh sĩ Ukraine đang đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Nga trên mặt trận này. Cùng ngày, ông Serhiy Cherevati, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, khẳng định các lực lượng Ukraine đang nắm thế chủ động trên mặt trận Bakhmut và cố gắng phản công. Trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tiến thêm 500 mét theo các hướng khác nhau. Ông Cherevati nói, tình hình rất khó khăn trên mặt trận này, nhưng trong tầm kiểm soát. Chúng tôi nhìn thấy ý định của đối phương, dự báo và đoán trước chúng. Chúng tôi giành được thế chủ động và cố gắng phản công. Theo ông Cherevati, Bakhmut vẫn là mục tiêu ưu tiên của Nga. Ukraine cáo buộc trong một ngày qua, 10 trận giao tranh đã diễn ra, lực lượng Nga đã bắn 477 lần vào các vị trí của Ukraine và thực hiện 9 cuộc không kích, khiến 141 cư dân thiệt mạng, 220 người bị thương và một người bị bắt làm tù binh. Ông Cherevati nói thêm, đối phương tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào thành phố. Các đơn vị của chúng tôi cũng đang gây áp lực lên đối phương và tiếp tục tiến công trên lãnh thổ. Đặc biệt, lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã tiến thêm 500 mét theo các hướng khác nhau ở thành phố. Lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công nỗ lực của Nga nhằm tấn công một cứ điểm ở Bakhmut. Lực lượng biên phòng Ukraine xác nhận lực lượng biên phòng đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công khác. Một nhóm bộ binh đối phương đã tấn công một cứ điểm của lực lượng biên phòng, tấn công một vị trí khai hỏa và cố gắng tiếp cận các vị trí của lực lượng biên phòng. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã bắn trả và ném lựu đạn vào đối phương khi họ đến gần. Theo lực lượng biên phòng Ukraine, hai binh sĩ Nga đã thiệt mạng và ba người khác bị thương sau đợt tấn công. Ngoài ra, đơn vị Nga đã rút lui sau khi không tấn công được các vị trí của lực lượng biên phòng Ukraine. Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất tại Ukraine. Các cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn. Kiev cho biết chiến thuật của họ quanh Bakhmut là lôi kéo Nga đưa quân vào thành phố nhằm làm suy yếu tuyến phòng thủ của Moscow ở những nơi khác trước khi phản công. Thưa quý vị, Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất tại Ukraine. Mới đây, Ukraine đã triển khai lực lượng dự bị tới gần thành phố Bakhmut khi chiến sự tiếp tục leo thang. Mặc dù các đơn vị của lực lượng Wagner ở Bakhmut tiếp tục tiến công, nhưng lực lượng chính quy của Nga đã rời bỏ một số vị trí ở rìa phía Bắc và Nam thành phố, khiến lực lượng Wagner có nguy cơ bị bao vây ở bên trong. Andrei Marokko, đại tá nghỉ hưu của lực lượng Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với hãng tin TASS hôm 19 tháng 5 rằng, gần Bakhmut và Chasovia, các nhóm quân dự bị riêng biệt của lực lượng vũ trang Ukraine đang được triển khai lại đến nơi cần thiết để bù đắp thương vong nặng nề. Ông Marokko cho biết, những người lính Ukraine bị thương được thế chân kịp thời trên chiến trường. Thông thường, khi những binh sĩ này được sơ tán khỏi tuyến giao tranh, quân tiếp viện sẽ được đưa đến bằng xe y tế. Cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết, thành phố Bakhmut khó có thể nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng này trong vài ngày tới. Ông Prigozhin cho biết, đồng thời thừa nhận các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở phía tây nam thành phố. Bakhmut vẫn chưa thất thủ. Bakhmut khó có thể thất thủ vào ngày mai hay ngày kia. Reuters hôm 18 tháng 5 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine nói rằng Nga đang rút lực lượng khỏi một số vị trí xung quanh Bakhmut. Trong quá trình rút lui, lực lượng Nga pháo kích các tuyến đường để chặn đà tiến công của Ukraine. Ông Prigozhin cũng thừa nhận các đơn vị của lực lượng Wagner ở Bakhmut tiếp tục tiến công, nhưng lực lượng chính quy của Nga đã rời bỏ một số vị trí ở rìa phía Bắc và Nam thành phố, khiến lực lượng Wagner có nguy cơ bị bao vây ở bên trong. Moscow thừa nhận rút một phần lực lượng khỏi các vị trí gần Bakhmut trong vòng một tuần trở lại đây, song bác bỏ thông tin của ông Prigozhin về việc phòng tuyến của Nga ở các sườn Bakhmut đổ vỡ hay việc Nga không cấp đạn dược cho Wagner. Kiev cho biết, chiến thuật của họ quanh Bakhmut là lôi kéo Nga đưa quân vào thành phố
nhằm làm suy yếu tuyến phòng thủ của Moscow ở những nơi khác trước khi Ukraine phản công. Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất tại Ukraine. Các cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn. Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cảnh báo Ukraine có thể chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công lần này. Ông Pristaiko nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, tôi biết rằng đó có thể là một mùa hè rất khủng khiếp và cái giá phải trả rất đắt. Đại sứ Pristaiko cho rằng phương Tây đang gây quá nhiều sức ép lên Ukraine và đặt ra quá nhiều kỳ vọng về chiến dịch phản công mùa xuân. Khi được hỏi lý do Ukraine không tiết lộ những tổn thất của mình trong cuộc xung đột với Nga, ông Pristaiko cho biết, trong nội bộ, chúng tôi hiểu có bao nhiêu người đã thiệt mạng và mất tích. Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi hiểu rằng sẽ vô cùng khó khăn khi đối đầu với một quốc gia mạnh gấp 16 lần chúng tôi, nhưng chúng tôi quyết tâm chiến đấu và chúng tôi sẽ không nói với người Nga rằng điều đó khó khăn như thế nào. Trước đó, New York Times nhận định, không có gì đảm bảo rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công, đồng thời cho biết nếu không đạt được kết quả như mong muốn, Kiev sẽ bị hối thúc bước vào bàn đàm phán với Nga. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia hôm 19 tháng 5 cho biết, tốc độ các cuộc phản công của Ukraine quanh Bakhmut đã chậm lại, song giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía đông thành phố này. Theo hãng tin CNN, trong một bản tin cập nhật, bà Malia tuyên bố Nga đã tăng cường sự hiện diện của quân đội ở Bakhmut thêm vài nghìn người và đang cố gắng sử dụng lợi thế về pháo hạng nặng và số lượng đạn pháo. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram, quân đội Nga tiếp tục tấn công dù phải hứng chịu tổn thất nặng nề vượt xa tổn thất của Ukraine. Bà Malia nói thêm, hàng rào phòng thủ của Ukraine ở Bakhmut đang làm giảm tiềm năng tấn công của Nga và giúp Ukraine có thêm thời gian cho các hành động được lên kế hoạch từ trước. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đang biến các tòa nhà trong thành phố thành đống tro bụi. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang nắm giữ một khu vực gần tượng đài máy bay của thành phố và duy trì sự hiện diện ở khu vực lân cận tượng đài ở góc tây nam của Bakhmut. Chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, Andriy Bilesky cho biết, trong hai ngày qua, hai đại đội của lữ đoàn 72 Nga đã bị đánh bại và phải rút lui. Hôm thứ Năm, 18 tháng 5, lữ đoàn số 3 đã giành được một khu vực rộng 2 km và sâu 700 m, song ông Bilesky lưu ý, họ giành được ưu thế với cái giá không nhỏ. Một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, Nga đã chuyển trọng tâm các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine nhằm phá vỡ sự chuẩn bị của Kiev cho một cuộc phản công lớn. Ông Vadim Skibiskaev, Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và nguồn cung quân sự. Ông Vadim nói với cổng thông tin RBK Ukraine, trước đây họ đã thất bại trong việc đánh sập hệ thống năng lượng của chúng tôi, và bây giờ Nga có những ưu tiên hoàn toàn khác, đó là phá vỡ các kế hoạch và sự chuẩn bị của Ukraine cho chiến dịch phản công xuân hè. Quan chức tình báo này nói thêm, Nga đang tấn công các trung tâm đầu não, các tuyến đường tiếp tế và những nơi tập trung một lượng lớn đạn dược, thiết bị, nhiên liệu hoặc quân đội của Ukraine. Ông Vadim nói và cho biết thêm, các lực lượng Nga bắt đầu chú ý đặc biệt đến các khu vực đặt thiết bị phòng không của Ukraine. Không quân Nga hiện nhắm mục tiêu vào các khu vực ở tiền tuyến hoặc gần tiền tuyến nhiều hơn trước.